Xin chào mọi người, hôm nay mình đang ngồi ở lab làm việc. Hiện tại thì ở trường mình thì họ vẫn trả lương, thì mình cũng hạn chế đi ra khỏi nhà. Nhưng vì tính chất công việc, vì mình làm nghiên cứu đấy, chuột đã nuôi sẵn rồi, đã tiêm thuốc sẵn rồi nên là mình phải đi làm thôi, mình không có thể vớt chuột như vậy được. Đấy. Và vì mình nhận lương nên mình là một tuần mình cũng phải lên lab, một tuần mình phải lên lab 2 lần, nhà vào bằng tối vì mỗi ngày mình là bận chăm con đấy. Quay lại với cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ đó là nếu bạn xin tiền thất nghiệp hoặc là xin tiền hỗ trợ cho con của mình 365 đô một trẻ đấy, thì nó có ảnh hưởng tới cái quá trình xin thi quốc tịch hay không, hay thẻ xanh hay không đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề đó cho các bạn biết. Nói ở trên thì cái chủ đề hôm nay thì mình muốn chia sẻ là những ai mà xin cái tiền thất nghiệp UIPU A hoặc là PEBT cho trẻ em là 365 đô trên một đứa trẻ thì có ảnh hưởng tới quá trình xin thẻ xanh hay quốc tịch hay không? Họ thông báo là cái này nó không ảnh hưởng tới quá trình mà bạn nhập cư. Nhưng nếu mà bạn thuộc diện mà nằm trong cái public chat đó, thì maybe nó có thể ảnh hưởng, thì bạn có thể liên hệ với cái USCIS để biết rõ. Thì mình muốn đi sâu hơn một chút, đó là cái public chat có thể là bạn có nằm trong cái diện này hay không. Cái slide này nó sẽ nói cho bạn là bạn có bị ảnh hưởng hay không. Thì ai sẽ bị ảnh hưởng? Đó là những người đang apply thẻ xanh, các bạn nhớ là đang apply nhé. Đấy. Và những người đang tìm kiếm con đường vào nước Mỹ, ví dụ giống như là những người đang apply visa chẳng hạn. Rồi, những ai không bị ảnh hưởng, đó là những người mà vào Mỹ bằng con đường mà tổ chức nhân đạo, giống như là bạn xin vào nhập cư vào nước Mỹ bằng con đường tị nạn chính trị chẳng hạn. Hoặc là bạn đang apply cái thi quốc tịch đó là cũng không bị ảnh hưởng. Bạn không có apply cái thẻ xanh trong thời gian hiện tại này thì bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Rồi cái này là mình muốn nói cho các bạn biết là cái public chat này là có nghĩa là gì. Về đây là một cái luật nhập cư để mà nó hạn chế những cái người nhập cư vào Mỹ mà họ nhận cái những cái government benefit đó. Đấy. Thì nó sẽ vì họ sợ là những người này nó sẽ là gánh nặng cho nước Mỹ. Đấy thì chính phủ đã thêm một số cái danh sách những người nó nằm liệt vào trong cái public chat này á, thì những cái core work rồi long term care như là public housing, nó là những người mà chính phủ cấp nhà rồi hoặc là chính phủ hỗ trợ tiền và thuê nhà cho đấy, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì họ hỏi là có những cái benefit nào mà nó không có ảnh hưởng tới cái public chat này không ấy, thì họ nói là có. Thì ví dụ giống như bạn xin medical care mà cho trẻ em hoặc là trẻ mà không có tới 26 tuổi á, thì nó cũng không bị ảnh hưởng. Hoặc là bạn xin medical care cho phụ nữ có thai hoặc là những cái trường hợp cấp cứu đấy thì nó cũng không ảnh hưởng. Hoặc là bạn cho những bạn nhận cái những cái benefit này cho những cái thiên tai rồi cho school nutrition program, phụ nữ trẻ em, cái này là gọi là VWIC á. Đấy, thì dựa vào đây thì mình có thể kết luận là nếu mà bạn xin cái PEBT 365 đô cho một đứa trẻ thì nó không hề ảnh hưởng tới cái quá trình xin quốc tịch của gia đình bạn. Thì câu số 4 ở đây họ gọi là cái public chat này nó có ảnh hưởng tới tất cả những người nhập cư hay không? Thì ở đây họ nói là không, thì hầu như là những người nhập cư không có bạn bị ảnh hưởng tới cái new public chat này. Ở đây họ nhắc lại là những người mà không có apply thẻ xanh hiện giờ này, hoặc là những người mà đang apply cái thi quốc tịch hoặc là renew lại cái thẻ xanh thì cũng không bị ảnh hưởng. Thì câu số 5 là họ hỏi khi nào thì cái liên tục chính phủ liên bang sẽ dùng cái public chat này, thì vào ngày 24 tháng 2 năm này thì họ đã áp dụng cái luật mới về cái public chat rule này rồi. Thì như mình nói trên thì ở đây họ nói là họ chỉ giới hạn lại cái số lượng người nhập cư hợp pháp vào Mỹ, giống như là những người này xin tiền hỗ trợ của chính phủ thì họ sợ những người này nó sẽ làm gánh nặng của nước Mỹ. Đấy. Thì ở đây họ cũng nói rõ là chỉ là những người mà đang apply vào nước Mỹ này hoặc là những người
mà đang xin thẻ xanh này, những người có thẻ xanh rồi nha mà đi ra khỏi nước Mỹ hơn 6 tháng và bây giờ muốn trở lại á, thì cũng có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng. Câu này là cái public charge rule này nó có thể nó có ảnh hưởng tới quá trình xin quốc tịch hay không? Thì ở đây họ nói là không. Thì nó không hề ảnh hưởng tới quá trình xin quốc tịch của mình. Ở đây một câu hỏi nữa là ví dụ giống như bạn đang xin cái tiền này mà bạn đang có thẻ xanh 2 năm đi, giờ bạn muốn renew lại cái thẻ xanh 10 năm thì có bị ảnh hưởng không? Thì họ cũng sẽ trả lời là không. Câu này thì họ hỏi là nếu mà gia đình bạn xin cái tiền hỗ trợ cho em bé của bạn là 365 đô một trẻ thì nó có ảnh hưởng tới quá trình xin thẻ xanh sau này hay không? Thì ở đây họ trả lời là không. Nó chỉ ảnh hưởng khi mà bạn xin cho chính bạn rồi chính bạn là người apply cái thẻ xanh thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn đấy, trong cái slide vừa rồi thì mình có show cho các bạn là xem thử các bạn có bị ảnh hưởng không. Thì mình muốn nhắc lại là bạn xin cái tiền thất nghiệp này hoặc là xin tiền hỗ trợ cho con của bạn thì không hề ảnh hưởng tới quá trình xin thi quốc tịch, nhưng nó có thể ảnh hưởng tới quá trình mà apply thẻ xanh khi mà bạn đang apply trong thời gian hiện tại này. Nhưng bạn xem xét có thử là trường hợp của bạn nó có ảnh hưởng tới cái public charge hay không. Thì cái public charge nó có liệt kê ra đấy. Điều theo mình thấy thì trong họ nói là vì đây là cái dịch cúm COVID-19 này là giống như một cái thiên tai thôi, thì nó liệt vào là do bị cái thiên tai nên là mình nghĩ là nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến bạn cả. Thì như vậy là vì đây là các bạn, thì vì như vậy đây là lợi ích của mình, vì đây là lợi ích của mỗi cá nhân mình nên là mình phải, bạn nên và mình nghĩ là bạn nên và phải apply cái tiền này. Vì các bạn biết là bạn đi làm rồi bạn đóng thuế, hàng năm đóng thuế rất là nhiều luôn. Ở Mỹ này đóng thuế rất là cao thì giờ lại là mình lấy lại cái lợi ích của mình thôi chứ không có gì cả, không có lo lắng gì cả. Nếu mà bạn có muốn có câu hỏi gì á thì bạn cứ comment dưới cái link cái YouTube của mình á thì mình sẽ trả lời được cho các bạn. Khi mình post lên Facebook á thì có rất nhiều người like và share thì mình không có keep track được cái lượng người hỏi, những cái keep track được cái câu hỏi của các bạn, nên là các bạn cứ comment dưới cái link. Hy vọng rằng là thông tin này nó hữu ích cho các bạn. Và các bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy đăng ký kênh YouTube của mình để chờ đợi những cái video tiếp theo nhé.